Xin chào anh em, thì ngày hôm nay mình xin được chia sẻ với anh em cách để chúng ta có thể vẽ được những cái chiếc khối nhật nó được đẹp và nó được chính xác. Trong cái cách vẽ khối nhật ấy thì anh em mình thấy là thường là anh em vẽ nó có hơi bị lung tung một chút, nó không theo một cái quy chuẩn nào cả. Tất nhiên là trong hình xăm ấy thì cái mọi cái sáng tạo của chúng ta thì chúng ta lên phát huy thôi, nhưng mà sáng tạo theo nó phải dựa theo một cái cơ bản của cái thể loại xăm ấy thì nó mới là tốt. Còn nếu mà chúng ta sáng tạo nhiều khi nó không đúng lắm ấy thì nhìn cái hình xăm chúng ta sẽ không được đẹp. Thì hôm nay mình xin được chia sẻ cách mà mình hay vẽ khối cho hình xăm nhật cổ của mình. Thì đây mình sẽ lấy một ví dụ, đó là một hình xăm ở ngực đi. Tại vì ở ngực thì nó nhỏ thì mình còn vẽ nó còn nhanh được, chứ nếu mà mình vác cái lưng ra để mình vẽ thì nó lâu lắm. Thì đây, thì đầu tiên nếu mà anh em vẽ thì ngực người như này thì đa số hình xăm mà nhật cổ thì người ta sẽ lấy ở trên bên trên cái trên tên cái đầu ti của chúng ta. Đấy, anh em nào thích thì có thể nào xuống dưới được, nhưng mà như mình thì mình hay vẽ bên lên bên trên một chút. Đó thì chúng ta sẽ khoanh vùng vào một cái vùng chúng ta đặt vào. Đây mình sẽ vẽ đây. Đối với hình xăm nhật cổ ấy, thì đây là xương quai xanh em nhá. Thì anh em sẽ vẽ nó vượt qua cái đoạn ngang vai này một chút này. Đấy nha, anh em nên vẽ như thế, nên vẽ khối nó qua ngang vai chứ đừng vẽ vào tận trong này, vẽ tận trong này là cái khối nó rất là xấu. Đó. Đầu tiên như thế và chúng ta đây, cái điểm kết của cái tay nó là như thế này. Đó, hôm nay mình sẽ tập trung vào chỗ điểm này đi, tập trung vào những cái phần này. Đó, tập trung phần này anh em nhé. Rồi, khi đã có như này rồi, ví dụ mình sẽ lấy ví dụ này. Ví dụ đoạn này mình sẽ không làm nhé, đoạn này mình sẽ bỏ, mình sẽ không làm, mình sẽ không vẽ vào đây gì vào đây hết. Mình sẽ bắt đầu vẽ từ đây đi. Thì đây cái đoạn lách này, mình sẽ bắt đầu mình vẽ cho anh em tham khảo đây. Đối với những cái chỗ mà nó góc nhỏ như này mà anh em muốn nhét hình, những cái hình ví dụ hoa với các thứ vào thì anh em chỉ nhét hoa nó một chút của hoa thôi nhé. Đừng vẽ hẳn một bông hoa vào chỗ đoạn ngực này thì nó sẽ rất là tốn diện tích. Thì đây, thì đầu tiên là mình sẽ lấy ví dụ đây, mình sẽ vẽ một đoạn mây ở đây này. Đây này. Ngay cả những cái vẽ vòng tròn này nó cũng theo một cái quy tắc nhất định. Nếu mà chúng ta không nắm vững được ấy, thì khi chúng ta thiết kế những cái hình xăm nhật cổ ấy, nó sẽ không đẹp, nó sẽ không được đẹp. Nhìn nó sẽ không được thích lắm. Đó nên là cái gì anh em cũng phải học, cái gì chúng ta nên chịu khó học một chút thì nó sẽ tốt hơn. Đó, ví dụ là mình đang có một cái đoạn khoảng ngực như này, khoảng ngực từ đây ra đây. Thì đấy, ví dụ anh em muốn thiết kế một bông hoa đây. Ở đây mình sẽ nói về bên trong trước, xong rồi khối thì mình sẽ vẽ xong, mình sẽ nói sau một chút nha anh em nhé. Thì đây, để vẽ bông hoa đây thì anh em không nên vẽ hẳn bông hoa ra, mà anh em chỉ cần vẽ nó một bông hoa, chỉ lấp ló một chút thôi. Chỉ vẽ nó lấp ló một chút thôi, như vậy thì nó sẽ mình chỉ cần nhìn, người ta nhìn vào người ta sẽ hiểu đến là bông hoa thôi, chứ mình không cần vẽ tất bông hoa ra. Nếu vẽ tất bông hoa thì sẽ rất là tốn diện tích. Thì mình sẽ vẽ tặng cái bông hoa gì được nhỉ, hoa mẫu đơn này, đây. Cánh hoa này mình đã có cái video hướng dẫn anh em vẽ hoa mẫu đơn rồi nên là anh em có thể xem lại. Hoa mẫu đơn ở cái khối nhật, ở cái hình xăm nhật ấy thì nó rất là đơn giản, nên là anh em nào thích thì anh em nào muốn học vẽ thì có thể xem lại video trước của mình. Cái vẽ hoa mẫu đơn này nó rất là đơn giản thôi, nhất là cho những hình xăm nhật này thì hoa càng đơn giản. Đó, đây là phần đấy của hoa, đây là phần mình sẽ vẽ phần vị của hoa này. Mình chỉ vẽ nó phác thôi nha anh em nhé. Mình sẽ không đi sâu vào những bông hoa này, chủ yếu để cho anh em tưởng tượng ra một chút thôi. Và một lát nữa thì mình sẽ tô lại cho nó dễ nhìn hơn một chút. Lấy ví dụ cho anh em thôi, cho anh em nhìn cho nó dễ. Khối nhật này tuy nó đơn giản nhưng mà nếu mà chúng ta không biết vẽ thì lúc vẽ lên thì nó rất là buồn cười. Và khối nhật này nó cũng phải tuân theo một số quy tắc nhất định mà chúng ta cần phải nắm vững và cần phải biết. Mình thấy là rất nhiều anh em vẽ và
xăm khối nhật nó hay bị ngược hoặc hay bị sai ấy, thì nó rất là buồn cười và nó chất trông nó không được ổn cho lắm. Đó, ví dụ mình vẽ bông hoa đây, thêm một hai cái lá đi, lá của hoa nhật này nó cũng rất là đơn giản rồi, chỉ vẽ nó đơn giản một chút xíu thôi. Đó, bấy bông hoa nhá, anh em chỉ cần vẽ một chút như thế này thôi, một chút như thế này. Rồi, đợi biết đâu là chúng ta sẽ vẽ khối nhật đúng không? Vẽ khối nhật thì chúng ta lên vẽ như thế nào để cho nó đẹp? Đây anh em có thể thấy nè, bình thường anh em hay vẽ khối nhật vào đây như này đúng không? Mình sẽ vẽ thử cho anh em này, chỉ vào khối đây này. Chỉ vào khối vào đây này, vào đây này, vào đây này, vào đây này, vào đây này. Đó, bình thường nó sẽ như thế. Nhưng mà để cho nó đẹp hơn và nó được dày và nó được nhìn nó lội trội hơn cái bông hoa của mình hơn đi, thì anh em đừng nên vẽ cái khối nó đâm vào bông hoa nhá. Gần như bất kể ở đâu cũng thế, anh em không nên vẽ khối mà nó đâm thẳng vào cái hình của mình. Đừng vẽ đâm vào, mà chúng ta hãy làm một cái gì đó ngăn cách giữa cái khối này và cái bông hoa. Thì để vẽ cái ngăn cách này, chúng ta có thể vẽ mây hoặc là sóng nước. Thì ở đây thì mình sẽ ưu tiên mình vẽ mây trước đi. Mây thì mình cũng sẽ vẽ nó đơn giản thôi. Mây của khối nhật thì nó cũng rất là đơn giản, anh em chỉ cần vẽ nó như thế này. Đó, mây khối nhật nó rất là đơn giản. Đó, một cái mây nhá. Một cái mây này, nó gắn liền với bông hoa này. Đó. Tiếp theo một cái mây nữa đi. Vẽ hẳn hai cái mây liền. Đó, chúng ta sẽ vẽ một cái gì đó bao quanh bông hoa. Mây hoặc là sóng nước hoặc là một bất kể một cái gì đấy. Mây hoặc sóng nước hoặc bất kể một thứ gì cả. Đó, ví dụ như là dưới này thì mình vẽ sóng nước này. Mây hoặc sóng nước anh em nhé. Mây hoặc sóng nước để nó bao quanh cái bông hoa của mình ạ. Như vậy thì nó nhìn cái, như vậy thì nó sẽ không bị thô. Đó anh em nhớ chưa? Bất kể chỗ nào thì đừng để cái sóng này nó đâm thẳng vào cái bông. À đừng để cái khối nó đâm thẳng vào bông hoa. Tất nhiên là vẫn có chỗ chúng ta có thể đâm vào được, nhưng mà nó ngắn thì chúng ta có thể đâm vào, những cái chỗ nó thừa dài như này thì chúng ta lên vẽ một cái gì đấy nữa thêm vào thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, chúng ta có thể vẽ sóng nước hoặc là mây. Đó, bây giờ mình sẽ xóa sóng nước đi. Đoạn này mình đã lỡ vẽ mây rồi thì mình cứ vẽ mây. Đó, cái đoạn nách này chúng ta lên vẽ sóng nước thì cũng đẹp này. Bình thường chúng ta đoạn nách này mình hay vẽ sóng nước thì nó dễ làm hơn. Mà thôi mình cứ vẽ mây vậy. Họ mình đã theo làm mây rồi đấy, mây hoặc là mây lại nhanh nhanh nhé, tiếp tục mây nhé. Đó, tiếp tục làm mây. Đó, khi có mây vẽ rồi thì bắt đầu chúng ta vẽ khối. Thì anh em lưu ý cái khối của mình nhá. Nếu mình đã vẽ như thế này này, vẽ đường nó chéo như này này. Đó, đường chéo như này này. Anh em có thấy đoạn này không? Đoạn này như khối nó bị dài đúng không? Nếu như nó dài như thế này mà anh em muốn nó ngắn bớt đi thì anh em lại vẽ thêm một cái gì vào đấy nữa. Lại vẽ thêm ví dụ như này thêm một cái mình sẽ vẽ thêm một cái lá vào đây nữa. Cho nó. Đó, lá thì mình vẽ một nửa lá thôi, một nửa lá nó cũng giống như hoa, mình chỉ vẽ một nửa thôi. Vẽ một nửa, cốt là người ta nhìn thấy là chỗ đây có cái lá, thế là ok. Nó sẽ làm cho hình ra dày hơn, đó anh em nhìn thấy không? Hình chúng ta sẽ được dày hơn, còn nhìn trông nó sẽ, nó chút gì đấy, nó rậm rạp hơn một chút thì nó sẽ nó đẹp hơn. Chúng ta có thể điểm thêm một hai cái lá nữa vào được. Đó, thêm ví dụ thêm một cái lá nữa đi. Một lá quay chiều đấy thôi, thì một lá thì quay nó quay ra đây chẳng hạn. Đó, chúng ta xếp chồng lên nhau, xếp chồng lên nhau.
Đó, thế là chúng ta đã có hai cái là. Đó, anh em hãy nhớ nhé, những cái đoạn mà khối nhật mà nó mau mau, à nó có ít diện tích thì chúng ta chỉ vẽ hình gì thế thôi, chúng ta chỉ vẽ một lửa thôi, vẽ một nửa thôi. Cốt là người ngoài người ta nhìn thấy là ví dụ mình vẽ bông hoa, mình vẽ một lửa bông hoa, người ngoài nhìn thấy người ta biết là đấy là bông hoa là được rồi, chứ chúng ta không cần phải thể hiện hết bông hoa được cả. Như thế nó rất tốn diện tích cho cái chỗ làm việc của chúng ta, rất tốn diện tích. Đó anh em, đầu tiên nó là cái như thế. Cái thứ hai là bắt đầu là chúng ta sẽ vẽ cái hình khối của cho chúng ta đây. Mình nó vẽ theo cái chiều khối nó như thế này rồi, chỉ có thế mình vẽ theo thôi, mình sẽ thăm theo thôi. Tuy nhiên anh em nên lưu ý như thế này, anh em nên lưu ý nhé. Đây khối như thế này đúng không, thì anh em sẽ vẽ nó như thế này. Vẽ đối với khối nhật thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn nó như thế này. Đó, bỏ tròn vào, khoảng này là đậm này, khoảng này là nhạt này. Đấy, cứ đậm, từ đậm ra nhạt, chứ đừng đánh ngược lại anh em nhé, ngược lại trông nó xấu lắm. Đó, khối nhật thì nó phải tròn như thế, từ bắt đầu từ điểm này và đến điểm này. Nó cong đi, cong một chút xíu. Tùy theo cái khối của chúng ta mà chúng ta sẽ uốn cong. Đó, anh em nhìn rõ chưa? Đó, cong hẳn vào đây, cong hẳn vào đây nào. Đấy, cong hẳn vào đây. Chỗ này là đậm này, còn đây là nhạt này. Chứ đừng để trên này đậm, dưới này nhạt nhé. Nếu muốn anh em muốn đảo lại khối thì anh em phải lại làm một cách khác thì nó mới đảo được lại khối. Ví dụ thì khối chúng ta đang chiều như thế này rồi, mà chúng ta muốn trên này mà chúng ta muốn đổi chiều lại thì chúng ta phải vẽ thêm một cái xoáy nữa cho nó đổi chiều lại. Thì cái xoáy đấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Chứ là cái khối này hơi bị nhầm. Anh em nhìn thấy đoạn này không? Vẽ lại đoạn này thôi. Đoạn này là cũng hơi bị trống này. Hơi bị trống thì anh em có thể vẽ thêm một cái gì đấy ở đây chẳng hạn, vẽ thêm một cái gì đấy ở đây cho khối nó đỡ trống. Vẽ cả thêm một cái mây hay là một cái gì đấy, hoặc là vẽ thêm dưới này thêm bông hoa hay là thêm cái gì đấy, một cái lá hay gì đấy. Đây là mình thêm một bông hoa đào nữa chẳng hạn. Hoa đào thì như mình đã vẽ rất là, anh em vẽ rất là nhiều rồi. Hoa đào. Rồi. Cứ trống này anh em cứ nhét vào cho nhìn nó đỡ trống trải. Nhét vào nhét dày đi. Thế nên là hình xong chúng ta sẽ được dày và nhìn nó sẽ đẹp hơn. Hoa đào. Ở đây thì đấy nó là như thế đấy nhá. Cái đoạn nào mà nó anh em cảm thấy trống quá thì mình vẽ thêm vào. Như cái đoạn này của mình là mình vẽ khối nó hơi bị lệch lạc một chút, nó hơi bị quá ra ngoài. Đây anh em mình sửa lại đoạn này một chút xíu đã. Tại vì trong lúc vẽ thì mình phải nhìn và cân đo nó chuẩn chuẩn một chút, chứ không phải vẽ một phát mà ăn ngay được. Vẽ phát ăn ngay được thì nó hơi là khó đấy. Đó, ta sẽ vẽ như thế này. Đó, chỉ đơn giản nó là như vậy thôi. Đơn giản như vậy. Anh em nhớ chưa? Chỗ này thì chúng ta lại vẽ như này, sát đoạn nách. Đó, đây nhá. Đối với quy tắc khối là đây, cứ cái chỗ này này là đen này, bắt đầu đến ra cái đoạn rìa này là trắng này, theo cái chiều hướng nó như thế này. Đó, đen trắng anh em nên nhớ là như thế. Đấy, vậy thôi. Nó trong cái bài này hôm nay thì mình chỉ muốn nói là trong cái thiết kế hình xăm nhật ấy, thì anh em nên để ý là thứ nhất là trong cái chỗ mà khoảng đất nó nhỏ ấy, khoảng giá thì nó nhỏ thì anh em sẽ vẽ nó nhiều tầng nhiều lớp lên. Chúng ta vẽ không cần nó phải rõ bông hoa ra, chúng ta phải vẽ một chút bông hoa thôi để mình sẽ tô lại bông hoa này cho anh em nhìn cho nó rõ. Sẽ kéo tất cả xuống, chứ không nhất thiết là chúng ta phải vẽ lúc nào nó cũng phải đậm, lúc nào nó cũng phải đậm. Không cần như thế.
Đó, bắt đầu mình sẽ tô lại cho anh em xem nhé. Còn cái chỗ mà muốn đảo xoáy thì lúc nào mình sẽ... Đây, ví dụ... Thôi mình sẽ làm luôn cho anh em. Thôi thì mình vẽ xong thì một lát sau mình làm vậy. Cái đảo này, cái khối ví dụ đang để treo theo chiều hướng như thế này. Đang từ đậm sang nhạt sang chiều như này. Mà chúng ta muốn trên này, mà chúng ta muốn đảo lại thì chúng ta phải tạo một cái xoáy. Tạo một cái xoáy thì chúng ta đảo lại khối. Chứ nhiều anh em không tạo cái khoái xoáy, cái khối, cái xoáy đấy mà chúng ta tự nhiên đảo lại khối thì nhìn chúng nó rất buồn cười. Rồi, mình sẽ vẽ lại, tô lại cho anh em nhìn cho nó rõ. Nét hơi to. Đó, khối nhật nó cũng không đơn giản như là chúng ta nghĩ, mà nó phải tuân theo một số quy tắc nhất định mà chúng ta cần phải biết. Nhất định cần phải biết. Nếu chúng ta không biết thì khi vẽ lên nhìn nó sẽ rất buồn cười. Sẽ vẽ từ từ cho anh em nhìn. Đó, đối với hoa mẫu đơn ấy là một loại hoa cũng khá là dễ vẽ thôi. Mình đã hướng dẫn anh em vẽ rồi, anh em có thể xem lại đây. Đây nha, ví dụ em vẽ bên đây này, thêm một cái nhỏ này, thêm một cái lớn này, xong dừng lại, thêm một trong thì mới đầu mới ngoảnh. Chứ anh em đừng vẽ như thế này, như thế này hoặc là như thế này, nó sẽ khá là xấu. Nhưng anh em đến đây này. Dừng lại một chút này. Vẽ này, dừng một chút này. Đó, sau khi em đã vẽ thuần, nó quen rồi thì anh em có thể tự sáng tạo theo cái kiểu của mình. Mình thích như thế nào thì mình sẽ vẽ như thế. Bài hôm nay này sẽ hơi dài một chút nên anh em cố gắng xem hết anh em nhé. Ngoài được. Hoàn chỉnh như thế này. Đó. Anh em có thể thấy được ok không? Đó, chỉ đơn giản nó là như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải nắm chắc được thì chúng ta mới có thể làm được. Chứ chúng ta mà không nắm chắc được thì nó sẽ làm rất là khó. Đó, thì đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách để đảo chiều cái... À thôi, cái vấn đề đảo chiều cái khối thì mình sẽ nói ở video sau đi. Video này chúng ta sẽ cứ tạm như thế này đã. Vì mình thấy là cũng khá là nhiều. Nó cũng khá là nhiều rồi. Khá là dài rồi. Đó. Anh em có thấy có ok không ạ?
Ok. Nó chỉ rất là đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta không biết dùng mà không biết áp dụng tốt để sử dụng khối thì nó cũng nó sẽ khá là khó để thiết kế. Nên là mình nghĩ rằng anh em lên tham khảo cái này. À, rồi ok nha, thì cái bài vẽ và bài hướng dẫn của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Thì hy vọng là những kiến thức này anh em sẽ cảm thấy dễ hiểu và có thể là áp dụng được trong cái công việc của mình. Thì lần sau mà anh em có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin vào cái Facebook của mình để ở phần description, hoặc là vào Zalo của mình thì mình sẽ hướng dẫn anh em, trả lời anh em những cái thắc mắc của anh em. Được rồi, cái bài hôm nay chúng ta đến thế thôi. Thì ngày mai hoặc ngày kia thì mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ một cạnh để chúng ta đảo khối để làm sao cho nó hợp lý nhất. Cái khối nhật này anh em cứ nghĩ là vẽ lung tung, nhưng thực ra là không vẽ lung tung đâu. Cái gì nó có cái quy tắc của nó, và chúng ta nắm vững được quy tắc rồi thì chúng ta cũng có thể sáng tạo và có thể được làm để cho nó đẹp được. Rồi ok anh em, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.